Bạn có cảm nhận được mình đang di chuyển không? Dù đang ngồi yên một chỗ, bạn thực chất đang lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Trái đất tự quay quanh trục, khiến bạn di chuyển với vận tốc lên đến 1.600 km/h, tùy thuộc vào vĩ độ của bạn. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một hành trình lớn hơn nhiều. Trái đất quay quanh mặt trời cùng hệ mặt trời lao đi trong ngân hà. Chính ngân hà cũng không đứng yên, nó đang di chuyển trong nhóm địa phương của các thiên hà. Và nhóm địa phương cũng bị cuốn theo một chuyển động lớn hơn, tiến về phía siêu cụm địa phương Laniakea. Nhưng ngay cả siêu cụm này cũng không bất động. Tất cả thiên hà bên trong nó đang bị kéo về một vùng có mật độ thiên hà dày đặc hơn nữa, siêu cụm Shapley. Thoạt nhìn, có vẻ như siêu cụm Shapley đang đóng vai trò như một nam châm vũ trụ khổng lồ, hút chúng ta về phía nó. Nhưng đây là lúc một bí ẩn vũ trụ xuất hiện. Các nhà khoa học nhận thấy rằng khối lượng của siêu cụm Shapley không đủ lớn để giải thích tốc độ di chuyển mà chúng ta đang quan sát được. Một nửa nguyên nhân của chuyển động này vẫn chưa có lời giải. Năm 2017, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một lời giải thích đáng kinh ngạc. Hóa ra, không chỉ có một lực kéo chúng ta về phía trước, mà còn có một thế lực vô hình đang đẩy chúng ta đi. Một khoảng trống khổng lồ trong vũ trụ, một vùng gần như không có thiên hà, dường như đang tác động lên ngân hà theo cách mà chúng ta chưa từng nghĩ đến trước đây. Nhưng làm sao một khoảng trống có thể đẩy các thiên hà ra xa? Và liệu điều này có thay đổi nhận thức của chúng ta về sự giãn nở của vũ trụ không? Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá bằng chứng về một vùng không gian bí ẩn mang tên vùng đầy lùi lượng cực, một hiện tượng dường như thách thức hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Trong một không gian nơi lực hấp dẫn chi phối mọi chuyển động, làm sao có thể tồn tại một thứ không kéo chúng ta lại, mà ngược lại, còn đẩy chúng ta đi xa hơn? Nếu bạn đam mê khám phá khoa học vũ trụ và những điều bí ẩn, đừng quên đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những hành trình hấp dẫn cùng Kitten. Cảm ơn bạn rất nhiều. Việc nhận ra rằng toàn bộ thiên hà của chúng ta đang di chuyển không phải là điều hiển nhiên ngay từ đầu. Trên thực tế, phải mất một thời gian dài, các nhà thiên văn học mới có thể phát hiện ra sự dịch chuyển này. Để làm được điều đó, họ phải lập bản đồ không gian xung quanh chúng ta. Một nhiệm vụ tưởng như đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp. Con người đã ghi lại vị trí các ngôi sao trên bầu trời từ khi nền văn minh bắt đầu. Nhưng cho đến năm 1924, chúng ta vẫn chưa nhận ra một sự thật vĩ đại. Ngân hà không phải là toàn bộ vũ trụ. Trước đó, những vết sáng mờ ảo mà các nhà thiên văn học quan sát được trên bầu trời đêm được gọi là tinh vân xoắn ốc, và hầu hết đều tin rằng chúng chỉ là các đám mây khí nằm trong chính ngân hà của chúng ta. Mãi đến khi Edwin Hubble quan sát một số ngôi sao Cepheid trong một tinh vân xoắn ốc và tính toán khoảng cách của chúng, ông mới phát hiện ra điều chấn động. Chúng xa hơn rất nhiều so với rìa ngân hà. Điều đó đồng nghĩa với việc những tinh vân này thực chất là những thiên hà độc lập, rộng lớn như chính ngân hà của chúng ta. Vũ trụ đã mở rộng theo đúng nghĩa đen trước mặt chúng ta. Kể từ phát hiện của Hubble, các nhà thiên văn học bắt đầu theo đuổi một câu hỏi lớn hơn. Các thiên hà này sắp xếp trong không gian như thế nào? Vào những năm 1970, Stephen Gregory, Laird Thompson và William Tift đã phát hiện ra một điều thú vị. Các thiên hà không tồn tại một cách ngẫu nhiên trong vũ trụ, mà tập hợp thành những siêu cụm khổng lồ. Những cấu trúc này có dạng sỏi hoặc mảng, đan xen với những khoảng trống vũ trụ khổng lồ. Siêu cụm Coma, với đường kính khoảng 100 triệu năm ánh sáng, là một trong những cấu trúc đầu tiên được lập bản đồ. Và đến năm 2024, chúng ta mới hoàn tất bản đồ của siêu cụm Laniakea, chính là khu vực mà ngân hà của chúng ta thuộc về. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, tại sao phải mất gần một thế kỷ sau khi phát hiện ra các thiên hà khác, và thêm 40 năm sau khi lập bản đồ siêu cụm đầu tiên, chúng ta mới có thể lập được bản đồ khu vực mà chính ngân hà thuộc về. Lý do là chính ngân hà đang cản trở tầm nhìn của chúng ta. Dải ngân hà không chỉ chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, mà còn bao phủ bởi những đám mây khí và bụi dày đặc, che khuất một phần lớn bầu trời. Các nhà thiên văn gọi khu vực này là vùng che khuất, Zone of Avoidance. Một khu vực mà ánh sáng từ các thiên hà xa hơn bị hấp thụ và phân tán mạnh, khiến việc quan sát trở nên vô cùng khó khăn. Càng tiến gần về trung tâm ngân hà, lớp bụi và khí này càng dày đặc hơn, tạo ra một bức màn gần như không thể xuyên thủng bằng các phương pháp quan sát quang học truyền thống. Chỉ trong những thập kỷ gần đây, với sự phát triển của kính thiên văn hồng ngoại và vô tuyến, chúng ta mới có thể xuyên qua lớp bụi này để có cái nhìn rõ ràng hơn về môi trường xung quanh. Và chính nhờ đó, một phát hiện đáng kinh ngạc đã xuất hiện. Có một lực bí ẩn đang đẩy toàn bộ ngân hà và các thiên hà lân cận di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Trước đây, các nhà khoa học đã xác định rằng ngân hà, cùng với hàng trăm ngàn thiên hà khác, nằm trong một cấu trúc khổng lồ gọi là siêu cụm Laniakea. Trọng tâm hấp dẫn mạnh nhất của siêu cụm này được đặt tên là điểm hấp dẫn lớn, Great Attractor,
một khu vực dường như có mật độ vật chất khổng lồ, nằm cách chúng ta khoảng 150 đến 250 triệu năm ánh sáng. Điều kỳ lạ là, ngân hà của chúng ta không chỉ bị kéo về phía điểm hấp dẫn lớn, mà còn có vẻ như bị một lực đẩy từ phía đối diện. Điều này gợi ý rằng có thể tồn tại một cấu trúc khổng lồ khác, một vùng trống rỗng lớn, gần như không có thiên hà, mà các nhà khoa học gọi là Dipole Repeller. Tuy nhiên, vì khu vực này cũng nằm trong vùng che khuất, việc xác nhận sự tồn tại của nó vẫn còn là một thách thức lớn. Không chỉ vậy, khi các nhà thiên văn mở rộng nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng cả siêu cụm Laniake cũng đang chuyển động. Toàn bộ cấu trúc khổng lồ này đang trôi về phía một siêu cụm thiên hà khác, siêu cụm Shapley, một trong những tập hợp thiên hà có khối lượng lớn nhất từng được biết đến. Ở trung tâm của nó là Shapley Attractor, một vùng không gian chứa một lượng vật chất khổng lồ, đủ để ảnh hưởng đến chuyển động của cả siêu cụm Laniake. Nhưng điều trở trêu là, giống như điểm hấp dẫn lớn, Shapley Attractor cũng nằm trong vùng tránh né. Một lần nữa, chúng ta biết rằng có một thứ gì đó khổng lồ đang kéo chúng ta về phía nó, nhưng những chi tiết về bản chất thực sự của nó vẫn còn là một bí ẩn. Rất may, với sự phát triển của kính viễn vọng tia X và hồng ngoại, các nhà thiên văn đã có thể nhìn xuyên qua một phần vùng tránh né và quan sát các thiên hà ẩn giấu bên trong đó. Nhưng đây chính là lúc một bí ẩn lớn hơn xuất hiện. Khối lượng quan sát được tại các điểm hấp dẫn này không đủ lớn để giải thích hoàn toàn tốc độ mà chúng ta đang bị kéo về phía đó. Nói cách khác, vẫn còn một thứ gì đó vô hình đang tác động lên ngân hà và hàng triệu thiên hà khác trong vũ trụ. Nó có thể là một cấu trúc khổng lồ hơn nữa mà chúng ta chưa phát hiện ra, hoặc thậm chí là một dạng vật chất tối tập trung với mật độ cực cao, tạo ra một trường hấp dẫn mạnh mẽ mà chúng ta chưa thể giải thích. Liệu chúng ta có đang bị kéo về một cụm thiên hà siêu khổng lồ chưa được phát hiện? Hay có một dòng chảy vũ trụ rộng lớn đang điều khiển chuyển động của toàn bộ thiên hà mà chúng ta không nhận thức được? Vũ trụ của chúng ta không chỉ đơn thuần là một mạng lưới các thiên hà phân bổ ngẫu nhiên. Chúng được liên kết với nhau bằng những sợi dài của vật chất, tạo thành cấu trúc giống như một tấm lưới vũ trụ khổng lồ. Nhưng giữa các sợi này là những khoảng trống rộng lớn, những bong bóng vũ trụ gần như không có gì bên trong. Một trong số đó, được gọi là Dipole Repeller, có thể đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyển động của cả ngân hà chúng ta. Khi nhóm các nhà khoa học từ Đại học Hawaii công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature, họ đã phát hiện một điều bất ngờ. Không chỉ có một lực hấp dẫn kéo thiên hà của chúng ta về phía siêu cụm Shapley, mà còn có một lực dường như đẩy chúng ta ra xa khỏi một vùng không gian gần đó. Nhưng làm thế nào một khoảng trống, nơi hầu như không có gì, lại có thể tạo ra một lực đẩy? Hãy tưởng tượng bạn đang trôi nổi trong vũ trụ, được bao quanh bởi vô số thiên hà trải đều khắp mọi hướng. Lực hấp dẫn từ mọi thiên hà sẽ tác động lên bạn, nhưng vì chúng phân bổ đồng đều, nên bạn không di chuyển theo bất kỳ hướng nào, giống như một con thuyền đứng yên trên mặt hồ phẳng lặng. Nhưng nếu đột nhiên, một vùng rộng lớn không có thiên hà xuất hiện ở một phía, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Lực kéo từ các thiên hà ở phía đối diện vẫn còn đó, nhưng giờ đây không có gì ở phía vùng đối diện để giữ bạn lại. Kết quả, bạn sẽ bắt đầu bị kéo về phía các thiên hà còn lại, như thể bị đẩy khỏi khoảng không kia. Trên thực tế, đây không phải là một lực thực sự mà là một lực giả, một hệ quả của sự mất cân bằng hấp dẫn trong không gian. Nó không phải là một nguồn năng lượng đẩy ra, mà đơn giản là sự thiếu vắng của vật chất đã làm thay đổi cách chúng ta di chuyển trong vũ trụ. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Một lý do khác có thể giải thích lực đẩy này nằm ở bản chất của sự giãn nở vũ trụ. Khi vũ trụ mở rộng, lực hấp dẫn trong các khu vực có mật độ vật chất cao, như các cụm thiên hà, có thể làm chậm quá trình này. Tuy nhiên, trong những khoảng trống rộng lớn, nơi không có gì để làm chậm sự giãn nở, không gian có thể mở rộng tự do hơn. Điều này khiến các khoảng trống dường như phình to nhanh hơn so với các khu vực đông đúc, tạo ra một sự khác biệt động lực giữa hai vùng. Tác động của sự giãn nở tăng tốc này lên các thiên hà gần đó là gì? Nó tạo ra một hiệu ứng làm các thiên hà bị đẩy trôi dắt ra xa khoảng trống đó nhanh hơn. Điều này giống như việc bạn đặt một quả bóng vào giữa hai khu vực. Một bên đang giãn nở nhanh hơn bên còn lại, và quả bóng sẽ dần bị đẩy theo hướng mở rộng mạnh hơn. Dipole Repeller có thể chỉ là một trong nhiều khoảng trống khổng lồ trong vũ trụ, nhưng tác động của nó đối với chuyển động của ngân hà và các siêu cụm thiên hà xung quanh là vô cùng đáng kể. Những khoảng trống vũ trụ như vậy được gọi là voids, không thực sự trống rỗng, mà là những vùng có mật độ vật chất thấp bất thường, nơi số lượng thiên hà ít hơn hẳn so với các khu vực khác. Chính sự chênh lệch về mật độ này tạo ra hiệu ứng đẩy lên các cấu trúc vật chất xung quanh. Trong khi các thiên hà bị kéo về phía những vùng có mật độ cao hơn bởi lực hấp dẫn, chúng cũng đồng thời bị đẩy ra khỏi các khoảng trống do áp suất của bức xạ nền vũ trụ. Điều này có nghĩa là không chỉ lực hấp dẫn quyết định sự vận động của các thiên hà,
mà còn có những quá trình phức tạp hơn đang diễn ra, có thể tiết lộ về cấu trúc sâu xa của vũ trụ. Hiểu rõ hơn về các khoảng trống này có thể giúp chúng ta khám phá cách vũ trụ giãn nở theo thời gian, cách vật chất tối phân bổ và tác động của nó lên sự hình thành thiên hà. Đặc biệt, nó có thể cung cấp những gợi ý quan trọng về bản chất của năng lượng tối. Yếu tố bí ẩn được cho là chiếm khoảng 68% tổng năng lượng của vũ trụ và đóng vai trò chính trong sự gia tộc của sự giãn nở. Nhờ các kính viễn vọng hiện đại hoạt động trong dải hồng ngoại, tia X và sóng vô tuyến, các nhà khoa học đã có thể xuyên qua, vùng tránh né, khám phá những khu vực trước đây bị che khuất. Các cuộc khảo sát lớn như Thymas, 2 Micron All Sky Survey và nghiên cứu dịch chuyển của thiên hà đã dần hé lộ những cấu trúc vũ trụ mà trước đây chúng ta không thể quan sát. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Liệu có điều gì khác ngoài những khoảng trống vũ trụ đang ảnh hưởng đến chuyển động của chúng ta? Hay thậm chí là dấu vết của một hiệu ứng vật lý chưa từng được biết đến? Câu trả lời có thể sẽ được hé mở trong những thập kỷ tới, khi công nghệ quan sát vũ trụ ngày càng tiên tiến. Các dự án như kính thiên văn không gian Euclid của ESA và đài quan sát Vera C. Rubin sắp tới sẽ giúp lập bản đồ chi tiết hơn về sự phân bố của vật chất tối và năng lượng tối trong vũ trụ. Tuy nhiên, cho đến nay, Deep Polar Repeller vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải hoàn chỉnh. Kể từ năm 2017, không có nhiều dữ liệu mới để khẳng định chắc chắn sự tồn tại của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là giả thuyết này đã bị bác bỏ. Thực tế, lĩnh vực này vẫn đang tiếp tục mở rộng, và các nhà khoa học vẫn tranh luận về việc liệu Deep Polar Repeller có thực sự tồn tại hay không, hay đó chỉ là một hiệu ứng do cách chúng ta quan sát vũ trụ. Nếu nó tồn tại, nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến chuyển động của thiên hà chúng ta, cũng như các thiên hà khác trong vũ trụ lân cận. Thách thức lớn nhất khi nghiên cứu Deep Polar Repeller là sự khó khăn trong việc quan sát nó trực tiếp. Trong thiên văn học, chúng ta thường xác định các vật thể dựa trên ánh sáng mà chúng phát ra hoặc hấp thu. Nhưng Deep Polar Repeller, theo định nghĩa, là một khoảng trống, một vùng không gian gần như không có thiên hà lớn. Việc xác định sự hiện diện của không có gì là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với việc tìm kiếm các thiên thể rực sáng. Hơn nữa, Deep Polar Repeller nằm ở một khu vực bị che khuất bởi ngân hà, nơi bụi và sao của chính thiên hà chúng ta cản trở tầm nhìn của các kính thiên văn. Điều này càng làm tăng độ khó của việc xác nhận giả thuyết này. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng. Các nhà thiên văn học như R. Brentulli và cộng sự tin rằng, với sự hỗ trợ của các cuộc khảo sát thiên văn trong tương lai, chúng ta có thể giải mã được bí ẩn này. Những kính thiên văn thế hệ mới, với độ nhạy cao, hoạt động trên nhiều bước sóng từ hồng ngoại đến vô tuyến, sẽ giúp chúng ta quan sát được những thiên hà ẩn giấu trong vùng tối của vũ trụ. Nếu chúng ta có thể lập bản đồ chi tiết hơn về các dòng chuyển động thiên hà xung quanh khu vực này, điều đó sẽ giúp xác nhận hoặc bác bỏ sự tồn tại của Deep Polar Repeller một cách chính xác hơn. Câu chuyện về Deep Polar Repeller không chỉ là một cuộc tìm kiếm sự thật, mà còn phản ánh bản chất của khoa học vũ trụ, luôn thay đổi, luôn phát triển. Chúng ta vẫn đang trong hành trình khám phá những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ, nơi mà đôi khi chính sự vắng mặt của một thứ lại là bằng chứng quan trọng nhất. Nếu Deep Polar Repeller thực sự tồn tại, nó có thể làm thay đổi cách chúng ta hiểu về sự chuyển động của các thiên hà và cấu trúc lớn của vũ trụ. Nhưng nếu nó không tồn tại, điều đó cũng mở ra những câu hỏi mới. Liệu có một cơ chế khác đang tác động đến chuyển động của thiên hà chúng ta? Liệu có một lực nào đó, ngoài lực hấp dẫn, đang định hình vũ trụ? Dù câu trả lời là gì, điều chắc chắn là vũ trụ không ngừng vận động. Và có lẽ, giống như một viên bị bắt đầu lăn khi không còn gì giữ lại, có những khoảnh khắc mà vũ trụ chỉ cần một chút thúc đẩy để đi vào chuyển động, dù là bởi lực kéo của các siêu cụm thiên hà hay lực đẩy từ những khoảng trống vô tận. Cảm ơn bạn đã đồng hành trong hành trình khám phá vũ trụ cùng Kitten Explorer. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo vào thế giới kỳ diệu của vũ trụ. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.